mày. Mày đứng mày. Đứng đây. Loại mày này. Anh đưa đi viện nhá. Chắc tí nữa là nó khỏi ấy mà. Ừ. Hai đứa này làm gì? Hai người làm gì đấy? Ông này ở đâu đây? Hả? Mày xem bụng mày không? Đứa con mày sắp đẻ rồi mà mày như thế. Mày em. Loại mày. Cút ngay. Mày đi. Có ai không? Có người cướp con tôi. Có ai không? Mày. Mày đứng mày. Cút đây. Loại mày này. Có ai không? Mày bỏ ra. Mày làm sao mà mày con mày mày tránh ra. Mày thì biết mày thì mày nuôi làm sao của nó mà mày cứ mày xem mày nó nuôi từ bé bà không biết cái gì thì bà đừng có mở công việc của bà. Nó nuôi từ bé, bây giờ con nó biết đi rồi là cháu mày giả con nó đi, nó nuôi từ bé nhá, bây giờ là nuôi con nó biết đi rồi giờ mày giả con nó đi. Bác nó nuôi làm sao được bụng như này. Nó nuôi được. Nó bé 2 3 tháng rồi mà giờ con cái này mấy việc không việc của bà. Không việc việc của bà, tao bác nhìn thấy vậy bác cũng biết rồi. Dạ, thôi giả con cho nó. Mày ơi bà ơi. Mày không không đá không được, mày giả con nó đi. Tao nói mày nghe. Bà biết cái gì? Tao sao tao biết tao ở đây tao không biết. Việc của bà. Bà ơi bà hộ con với bà ơi, chào con. Mày không phải khóc nha. Mày xem mày đi 3-4 tháng rồi mà bụng mày đã từng như thế này, mày làm sao nuôi được con của tao hả? Em nuôi được anh ơi, em xin. Mày đừng có mà cứ lằng nhằng cái kiểu đấy. Còn bà này không phải việc của bà nhé, bà không phải là không phải việc của bà. Tao nói tao cái mặt phải biết nhá. Vì đâu mà nó bỏ nó đi mà bụng nó to này nhá, mày không đáng đáng được mày nuôi được con cho nó. Không phải việc của bà. Bây giờ con nó nuôi nó lớn thằng này rồi. Từ lúc nó còn bé bây giờ nó bằng này rồi, giờ bụng to thì vì đâu nó mới bụng to nghe chưa? Mày giả con nó tao nói đi. Tao nói cái thật. Cái mặt mày biết chứ mày không giả con nó không được. Mày đừng có mà. Mày đưa giả con nó đây. Không có sai này không là phải lên liên quan đến mày. Mày giả ngay. Đưa con nó. Đưa đây. Mày vì đâu mà làm mày vợ con mày như thế nhá? Mày dẫn gái về nhà xong mày bô bịch xong là mày đuổi vợ con mày đi từ cái lúc mà nó được 4 tháng mà bây giờ nó biết đi rồi, giờ mày đòi bế con mày đi nữa. Đợi đấy còn đâu nhá. Mày giả con nó cho ngay. Tao nói cho cái mặt mày buồn. Không phải việc của bà nhá. Sao lại không việc của tao? Không phải việc của bà đâu. Bà đừng có mà nói mày, tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Mày bà nhá, bà đừng cứ kiểu như thế. Sống như đồng hàng nhá. Vợ nó bỏ con với con, mày dẫn con về đó. Riêng nhá. Mày dẫn bộ con về nhà. Mày xem mày. Mày nuôi con nó hơi bé. Mày đi. 4 tháng rồi, mà bây giờ con nó biết đi rồi. Mày bảo con nó ngay. Nó gọi công an. Nó gọi công an giải quyết. Mày còn giỏi nữa. Mày bảo đây. Bả con nó. Cho nó. Mày giả lắm ngay, mày không được nói bà gì. Nhá, cái này. Cái quần không có vào mặt đi. Đây rách ra cái hứa như thằng ăn mày ấy. Này tao nói cho cái thật cái mặt. Nuôi làm sao được cái bụng nhá, như thế này bà làm sao nuôi được con luôn hả? Miễn là cái tấm lòng của nó thôi nhá. Mày tốt nhất mày đưa để tao ấy thôi. Bà thì mày có đi không? Không tao báo công an, tao gọi công an giờ mày còn rách việc. Mày đi ngay, mày về. Quần áo rách kệ đó, mai kia nó khác có tiền mua. Tao báo công an giờ, đi ngay. Bà nhá. Có phải gì thế mày? Không phải việc bà nuôi được nó không? Không phải là con người gì với tao. Mày có nuôi được con mày? Xem nhá, để tao để con cho mày nuôi nhá. Mà mai mà tao vẫn lên gặp tao phải đòi nó về bằng được nhá. Mày đừng có mà cái kiểu đấy. Tao báo công an việc rồi. Việc bà không phải của bà. Sao là không việc của tao? Hàng xóm với nhau mà lại không việc của nhau à? Mày đi ngay, tao báo công an. Đây
nhá, còn mày nhá, tôi nói với cái mặt mày biết nhá, còn mày mà con cái như thế mà mày mà nuôi được nhá, còn đấy tao để cho mày nuôi đấy, mà mai tao mà mua được xong đón con về còn bà không phải việc của bà nhá, mà đấy ba tao để cho ba nuôi hộ đi. Mày cứ để xem tao có nuôi được không, mày tốt mày trả đi nó, mày dẫn đồ dẫn bịch về nhà mà bỏ con bỏ cái để cho nó nuôi được 4 tháng rồi, bây giờ nó bằng này nó biết đi rồi, giờ mày còn rời danh chấp mình nuôi á. Còn bà nhớ cái mặt tôi nha, tôi không nói chuyện với bà. Ờ, tao còn nhớ còn đâu. Mày à, chồng tốt thì mày lại bể vợ bể con mày như thế. Thế con, nghe bà, con đi bế con về đi, để con coi con cẩn thận là nhá, không nó bế về được bế đấy. Đêm hôm nằm tỉnh táo một tí, nếu mà có gì thì gọi bà nhá, nên gọi bà. Không ngoan nhá, không ngoan con đừng nhớ mẹ nhá. Con đi về đi, không phải lo nghĩ gì nữa nhá. Cảm ơn bà. Ừ. Thế có gì gọi bà nhá. Ừ, cảm ơn bao đi về đi. Ừ, thôi đi về đi. Bà nhá, về đây em nhá. Ồ, thân con bé, số nó khổ, khổ như đúng như ngày xưa của mình. Ở với bà nhé. Để bà thời gian nhé, mọi người đón nhé. Mọi người mẹ xếp quần áo cho con nhé. Không hiểu với bà một thời gian nhé. Mẹ muốn đón bao giờ mà bố muốn tìm một cái đón nhé. Rồi ngồi đây. Mm-hmm.
nào đi chơi nhá. Để con đi chơi nha. Đi ghét vào. Con run nó cắn chân đấy. Ừ. Rồi đi. Cháu cứ để đây thì bà tắm cho mấy hôm. Vâng. Thế cứ để nó ở đây được.
nó đòi lấy con đi một hôm, thế là con gặp nó sáng sau con đi qua đấy gặp nó ngoài đường ấy, chắc là bố nó chả lo bỏ gì. Thế con nhờ bà Trâm là có một thời gian, nếu mà một thời gian nó bố mà bố nó mà không lên đòi nó thì con sẽ có để cứ để nhà bà thời gian rồi cứ để bà dán cho. Còn nhà con nó không ăn thì thế thì quần áo của nó cũng mang cho cái bà. Cái bà này, cái bà ở đây, cái bà ở với bà nhá. Vâng, cứ như thế nào, chạy con mèo. Đấy. Đuổi con mèo đấy. Thế nào không? Đi lên.
Quán giờ em lên đây anh đèo về, không phải ngại em mà đi bộ nhưng mệt. Anh cho em đi nhiều. Cảm ơn nhá. Thế này làm sao đây? Chắc đi bộ nhiều quá rồi, đi chút chút rút đấy. Anh vào nhà uống nước. Thế đi lên anh dìu vào trong nhà đi. Đâu cả cầm đầu này. Bộ nhiều quá chút chút anh. Sao đâu à? Vâng. Thế có phải đi viện không? À, không ạ. Thế anh đưa đi viện nhá. Chắc tí nữa là nó khỏi mà. Ừ. Không được rồi, tí nữa. Em thi thoảng hay bị chuột rút, chắc tí nữa là nó khỏi mà. Không sao đâu anh ạ. Ừ. Thế được rồi. Đau ở đây à? Vâng. Hai người làm gì đấy? Ông này đâu ra đây? Hả? Ông này đâu ra mà ra đi sờ mó vợ tôi này? Không phải như nghĩ đâu. Sao em này dẫn ông này ở đâu ra dẫn về đây? Anh hộ không có hộ anh em đi vào nhà đây để xử lý ông này đâu. Ông là ai mà ông tự nhiên ông đến nhà tôi? Em đang đi đường thôi. Tôi đưa vợ ông về. Nghe. Tôi biến mẹ em đi. Vớ vả vẩn đến nhà người ta. Ôi vợ ông không có cái chuyện gì đâu nha, ông đừng có mà này nghĩ lung tung nhá. Tôi nói cho ông biết vậy đấy.
Thế ông đi đi. Nhưng mà ông không có gì, vợ tôi về đến đây thế ông sờ tay sờ chân vợ tôi. Anh ơi, anh hiểu vợ như anh nghĩ đâu. Đi vào nhà, em đi vào nhà đây. Thôi ông đi đây. Em đi vào nhà đây. Anh hiểu lầm rồi. Ôi ông đi đây. Nếu sao ông đừng có lên đây đấy. Và vẫn nhà người ta ông lên. Vợ người ta ở một mình. Tình biến nhanh. Em làm gì mà anh vừa đi vài hôm mà em đã dẫn người ta về đây này. Anh ấy giúp em nhưng mà. Giúp cái gì? Con em đâu? Vớ và vớ vẩn. Em bảo em mang con đi gửi, em dẫn thằng khác về đây à? Em mang con đi gửi anh ấy bỏ. Vâng, vẩn đây đây. Em đi nhờ. Dẹo anh mua đi. Cho con em đây. Đấy, ăn đi. Vừa mới đi có mấy ngày mà dẫn người khác về đây. Thế không như anh nghĩ đâu, nghe em giải thích đã. Em, anh không nghe em giải thích. Một đàn bà không tin được ai hết. Em đi xe anh nhờ anh ấy về không mà đến trước cửa chân em bị chuột rút. Anh chả tin vừa đi mấy ngày mà em đã dẫn người khác về đây. Con thì em mang đi gửi, em dẫn thằng khác về đây. Thôi anh không chịu tin em. Thôi em đi nè. Em đi thế rồi bảo anh tin em được gì, bây giờ giải thích cho anh nghe. Con thì mang đi gửi nhà người khác, dẫn trai về nhà, bây giờ đòi giải thích. Chuyện không như anh nghĩ đâu, anh hiểu nhầm em rồi. Không bị hiểu nhầm đấy, nhà em làm anh ở, anh không ở nhà em. Em dẫn thằng khác về mở. Anh đi đâu đấy? Anh nghe em giải thích nha. Anh nghe em nói nữa. Không như anh nghĩ đâu, chuyện như anh nghĩ đâu. Anh ơi. Đấy, nhà đấy em làm, em tự làm, em tự ở, em dẫn thằng khác về mở. Anh dẫn khác. Anh phải tin em chứ anh ơi. Thôi em im đi. Mình nữa.